mọi người cho em một cái chia sẻ để tới khắp khắp toàn quốc để cho mọi người biết là lan sập hay là lan ảo à. Nói thật chứ những anh chị em mà đi trước, người ta có cái này cái nọ, người ta thành công thì người ta cũng không cần giải thích. Người ta không cần giải thích đi với ai hết. Người ta cứ rứa mà đi. Còn những anh em nào mà cứ ngồi bàn tán sợ say, cứ nói lan sụp lan ảo thì cứ ngồi đó mà chờ. Đây là bữa tiệc. Em chào 62 người đang xem. Một người cho em một cái chia sẻ đi ạ. Dạ, thầy Nguyệt Lạc Nguyên. Mọi người cho em một cái chia sẻ để tới khắp khắp toàn quốc để cho mọi người biết là lan sập hay là lan ảo à. Nói thật chứ những anh chị em mà đi trước, người ta có cái này cái nọ, người ta thành công thì người ta cũng không cần giải thích. Người ta không cần giải thích đi với ai hết. Người ta cứ rứa mà đi. Còn những anh em nào mà cứ ngồi bàn tán sợ say, cứ nói lan sụp lan ảo thì cứ ngồi đó mà chờ. Đây là bữa tiệc đây. Đây là bữa tiệc mọi người. Em nói thì cũng hơi bị vì tiếng nhạc hắn to quá, nên em phải nói to mọi người nghe. Đây là bữa tiệc. Sau những bữa tiệc, chỉ là vì dịch Covid nên nha, bữa tiệc cũng gói gọn, mong mọi người thông cảm. Đây là vợ của đại ca, mong mọi người thông cảm. Mọi người cho em cái chia sẻ đi. Đây mọi người cho em một cái chia sẻ. Bình ơi, cho Tuấn một cái chia sẻ đi. Đây là những anh em. Đây là những anh em. Qua câu chuyện dịch vừa rồi, cũng có nhiều người là bàn tán về cây lan.
lan ảo, lan sụp. Thì trước mắt là những anh em đi trước để họ đã thành công, thì những anh em đi sau cứ sợ lan sụp, lan ảo. Đây, đây là những anh em. Mọi người cho em một cái chia sẻ đi à. Cho em một cái chia sẻ, tại vì cũng là dịch bệnh nên chỉ mời được chừng này, mong mọi người thông cảm. Những anh em toàn quốc, những anh em toàn quốc thì cũng chưa về được. Mong một ngày nào đó dịch được kiểm soát, anh em toàn quốc về với lại tất cả anh em Đà Nẵng, câu lạc bộ Sông Hàn. Mọi người, 100 người cho em một cái chia sẻ đi ạ. 100 người cho em một cái chia sẻ. Rồi, em sẽ quay từng cảnh, từng bàn mọi người. À, đây, đây theo yêu cầu của mọi người. Từ từ, theo yêu cầu của mọi người. Xách cho thầy đi mọi người. Mọi người cho thầy một cái chia sẻ đi ạ. À. Đây là những anh em này. À, đây là những anh em trong câu lạc bộ Sông Hàn. Đây. 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 Đây là anh Diện. Vừa rồi ảnh có đổi xe. Đây, đây là anh em trong nhà. Theo yêu cầu của dạ mọi người cho em một cái chia sẻ đi. Cho tôi chia sẻ đi bạn, mọi người cho em một cái chia sẻ lên hội nhóm để cho biết là lan này có sập không, lan này có ảo không. Cứ mọi người cứ nghĩ là lan ảo à. Đây là thực tế của mọi người. Đây, đây là những cây lan, đây là những cây lan. Em sẽ từ từ em sẽ quay trực tiếp hai chủ nhân. Đây, đây là những cây lan mà và chừng này là đổ được cái siêu xe đây mọi người. Mọi người cho em một cái chia sẻ ở đây ạ. À.
sự thật có ngay mọi người ơi, chứ không hề ảo, không thể ảo và không hề ok anh Trần Duy, đây là chỉ có những anh em những người đi trước người ta mới dám. Em chào tất cả mọi người, cho em một cái chia sẻ đi nghe. Hello Las Vegas, chờ một tí nghe Las Vegas. Hello bạn Đình Thắng, ok bạn nhỏ, mọi người cho em có chia sẻ. Mọi người cho em chia sẻ đi ạ. Chú Huy ơi, chào chú Nguyễn Huy. Cũng vì dịch bệnh nên không có mời toàn thể anh em toàn quốc được. Dạ. Ok, chúc mọi người em cũng xin cảm ơn là tất cả các anh chị em đang xem livestream của em. Một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và bạn bè. Chúc tất cả các anh chị em thành công, luôn luôn thành công và quyết đoán ạ. Mọi người thời chơi thì mọi người đừng có sợ gì nữa ạ. Đây là những anh em này. Mọi người cho em một cái chia sẻ nghe. Hello anh Hoàng Phước. Hello, chào chú Huy, chúc chú và anh em Hà Nội một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và thật tràn ngập niềm vui. Đây là những gì chiếc xe để đổ siêu xe đây mọi người, có thật 100%. Đây là siêu xe của cậu cả Võ Nhật Toàn sẽ đổ cho cháu Phạm Anh Mỹ. Chia sẻ mạnh cho thầy đi Mai Quốc Phòng ơi. Đây là toàn cảnh những chiếc xe đang quay. Đây là anh Tiên ơi, qua đi anh Tiên ơi. Ok Lương Kim, chào anh Đỗ Văn Tăng. Mọi người cho em mới chia sẻ được.
cũng mong là ok bạn. À, chúc bạn thành công nha bạn. Chia sẻ cho em một cái đi mọi người, chia sẻ lên hội nhóm, chia sẻ lên cho anh chị em. Ok em Châu Bùi Vân. Sao không được bạn? Hello em Phương Võ. Mọi người chia sẻ được mà bạn. Bạn xem thử vì sao giùm tôi với. Đây theo yêu cầu của các bạn. Đây là theo yêu cầu của anh. Theo yêu cầu của tất cả anh em về em sang lên phim thì em sẽ quay mặt hai cậu cả cho mọi người xem. Đây là những anh em trong nhà. Đây mặt hai cậu cả đây. Đây. Ok em Trần Đức.
biến. Toàn ơi, theo yêu cầu của mọi người. Đây, hai cầu cả đây. Vâng, xin được cảm ơn phần trình diễn hết sức tuyệt vời của ban nhạc rất nhiều. Và kính thưa quý vị thân mến, phần trình diễn vừa rồi cũng đã chính thức mở màn cho chương trình ngày hôm nay của chúng ta. Ok, anh Trần Nhật Nam, chờ mọi người cho em một cái chia sẻ mạnh đi ạ. Xin được hân hoan và gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị khách quý. Chúng ta đang có mặt trong chương trình buổi giao dịch đổi lan lấy siêu xe của anh Truyền Võ. Và Cao Thúy xin được thay mặt cho ekip thực hiện chương trình cũng như nhà hàng kính chúc đến quý vị là kính chúc sức khỏe, là chào mừng trân trọng và nồng nhiệt nhất ạ. Xin được cảm ơn những tràng pháo tay của tất cả quý vị rất là nhiều. Kính thưa quý vị thân mến, trong buổi trưa ngày hôm nay, Cao Thúy cũng như ekip thực hiện chương trình rất vinh dự khi được đồng hành với tất cả quý vị trong buổi lễ rất là quan trọng này. Và bây giờ đây, Cao Thúy không để quý vị đợi chờ lâu. Ok bạn. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu đại diện của chương trình. Trân trọng kính mời anh Nguyễn Phi Hùng sẽ tiến lên sân khấu có đôi lời phát biểu. Trân trọng kính mời anh. Trước hết cho Phi Hùng được xin gửi tới toàn thể của trường lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Trong cái buổi chuyển giao ngày hôm nay, thực sự qua một cái thời gian rất là dài, dịch bệnh khó khăn trong cái nền kinh tế của Việt Nam, đến bây giờ thị trường lan thì đang cày vào cửa sắt. Dạ, em cảm ơn chị Vũ Hương, một người chị. Và cái ngày hôm nay được vừa nói cũng là sự bất ngờ. Xin hội trường cho chàng mỗi ngày an ủi nhá, đứng đây dùng thôi. Thì trong ngày hôm nay thì sau khi đã thảo luận chỗ hội trưởng anh Trần Võ, em cảm ơn chị Vũ Hương. Cuộc chuyển giao giữa siêu xe McLaren 720S với lại Hoa Lan 1 tiếng trong cái phần trước khi mà tôi có ghi giữa hai cầu cả Phạm Anh Mỹ và Võ Nhật Toàn. Đây hai cầu cả đây. Xin mời hai bạn trẻ ra sân khấu. Đây hai cầu cả đây. Tương lai hai bạn trẻ này sẽ chắc chắn sẽ là những tay chơi siêu xe cừ khôi của đất nước Việt Nam mình. Xin mời hai bạn trẻ ra sân khấu. Xin giới thiệu với tất cả các bạn, bên tay trái tôi là Phạm Anh Mỹ, một thiếu gia đến từ thành phố biển Vũng Tàu xinh đẹp, xin tất cả một tràng vỗ tay. Và bên tay phải tôi là thiếu gia Võ Nhật Toàn đến từ thành phố biển Đà Nẵng xinh đẹp, xin một tràng vỗ tay. Và trong cái buổi chuyển giao ngày hôm nay thì siêu xe ngoài kia đã là của Phạm Anh Mỹ, tất cả lan ở trên bàn đây và còn một số nữa ta chưa chuyển đến được thì sẽ là của Võ Nhật Toàn. Hai bạn bắt tay. Vâng, xin chúc mừng buổi lễ chuyển giao thành công tốt đẹp. Xin chúc sức khỏe tới tất cả các quý vị ở trong hội trường này, rồi chúc sức khỏe. Xin hết. Em ơi. Toàn ơi. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn những lời chia sẻ phát biểu của anh Nguyễn Phi Hùng rất là nhiều ạ. Và như
tiên xin gửi đến lời cảm ơn chân thành nhất với tất cả các quý vị, các cô chú, các bác tham dự ngày hôm nay. Hôm nay cháu rất là vui vì đã được chú Truyền và em Toàn đã chia sẻ về đam mê siêu xe. Trước giờ thì cháu có hai đam mê siêu xe là một là đam mê siêu xe, hai là văn an đột biến. Trước giờ cháu mới có một thôi, cháu chưa có siêu xe. Ngày hôm nay thì em Toàn và chú Truyền đã chia sẻ lại cháu nên cháu rất vui. Cảm ơn chú Truyền và các bạn Toàn. Con cảm ơn mọi người hôm nay dựng bỏ thời gian ra dựng buổi lễ này. Vâng, xin được cảm ơn rất là nhiều. Và bây giờ đây xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng nâng ly được không ạ? Để chúng ta cùng chúc mừng cho buổi chuyển gia ngày hôm nay thành công tốt đẹp. Một lần nữa ngày mới thật tràn niềm vui bên gia đình và bạn bè, những người thân yêu. Em Tuấn xin chào tất cả mọi người và chúc tất cả mọi người.